Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới mang tên là Bắt đầu kế nhiệm Boss Hắc Long. Vào năm 2076 trước thềm thế kỷ mới, trò chơi bỗng dáng lâm trở thành hiện thực, bầu trời nứt ra để lộ một khoảng không đen tối. Một tia sét lao thẳng từ vết nứt đó đánh xuống thành phố phá hủy các cơ sở vật chất, người dân hoảng loạn và lo sợ. Vô số phó bản nguy hiểm mang theo lượng lớn quái thú đánh vào thế giới loài người. Trên trời không ngừng xuất hiện những con quái vật có hình thù kỳ dị và đáng sợ, ma vật mạnh mẽ đang tàn sát nhân loại, nhân loại đang gặp nguy hiểm người dân vô cùng bất lực và sợ hãi trước sự tấn công này tuy nhiên cùng với sự hủy diệt đó là thiên phú thần ban nhân loại bắt đầu thức tỉnh trở nên cường đại hơn gọi là chuyển chức giả cuối cùng cũng giải cứu thế giới từ tay ma vật từ đó thế giới cũng đón nhận trật tự mới lấy cường giả làm quy luật ca lớn nút cá bé thực lực chính là tất cả do đó những chuyển chức giả phải tiếp tục mạnh mẽ hơn để củng cố vị trí của họ vì để có được lực lượng cùng tài phú mạnh mẽ cường đại chuyển chức giả bắt đầu thâm nhập các phó bản bên trong thăm dò khiêu chiến boss đánh bảo luyện cấp từ đó thời đại toàn dân làm chuyển chức giả đã bắt đầu. Tại quảng trường chuyển chức, một tòa kiến trúc vô cùng nguy nga, lộng lẫy, một số người dân đang tiến vào trong, cộp, một chàng trai trẻ với vẻ mặt khá mệt mỏi đang đi lên bậc thang. Vốn tưởng rằng làm một người xuyên Việt giả, ta ít nhất có thể đạt được một cái chức nghiệp nào đó, cũng không nghĩ là, không ngờ chuyển chức thành chức nghiệp chiến sĩ bình thường nhất. Theo như hệ thống, thì chàng trai trẻ này tên là Tô Dương, chức nghiệp là chiến sĩ, đã chuyển chức, tinh thần 12, tốc độ 10, sức mạnh 10, đằng sau anh có hai cô gái hình như đang cười nhạo anh. Tô Dương nghĩ, chiến sĩ giai đoạn đầu cận chiến dễ dàng tử trận, tốn rất nhiều thời gian, tinh lực bồi dưỡng, công kích sau này lại không bằng các chức nghiệp khác, ở thế giới này, so với những chức nghiệp khác chiến sĩ là gà nhất, cũng thường thấy nghề nghiệp. Tô Dương đang đi, bỗng đằng sau anh xuất hiện một đám người, trong đó, một tên tóc tím có vẻ là người đứng đầu cất giọng nhạo báng Tô Dương. Này, nghe nói ngươi chuyển chức trở thành chức nghiệp chiến sĩ rác rưởi nhất, rất xứng đôi với ngươi, hai tên đàn em theo sau vẻ mặt cũng vô cùng huyên hoang tô dương có vẻ tức giận hử lại là tên này sao cha nội tóc tím vẫn chưa dừng lại anh ta tiến lên khoác lấy vai của tô dương chiến sĩ mới chuyển chức chẳng qua chỉ là người bình thường khí lực lớn hơn một chút mà thôi cô nhi như ngươi vừa không có tiền lại không có ai chăm sóc lại càng không có công hội nào muốn ngươi ngươi cứ làm việc tay chân đi rất thích hợp tên cha nội tóc tím đang nói có vẻ mượt thì tô dương đưa tay ra vỗ cái bốp rồi ở đâu ra vậy anh cười tươi quay sang nói ồ ra là bạn học vương phi nghe nói anh chuyển chức thành nghề nghiệp hiếm có, băng pháp sư, chúc mừng anh, trên tay của Tô Dương vừa vỗ chết con rồi bốc cả khói làm cho tên cha nội Vương Phi sợ toát mồ hôi hột. Tô Dương nói tiếp, nhưng nghe nói pháp sư vừa chuyển chức sức mạnh rất yếu, hay là chúng ta thử ngay bây giờ, Tô Dương vẻ mặt nghiêm túc chỉ tay thẳng mặt tên Vương Phi khiêu chiến. Cha nội tóc tím này nào dễ dàng chịu thua, hắn ta chửi thề, mẹ nó, chuyển chức thành chiến sĩ rác rưởi nhất lại còn kiêu ngạo như vậy, có tin bọn ta bây giờ. Đang lúc căng thẳng thì đằng xa có tiếng gọi truyền lại, lão đại, anh nhìn kìa cả hai người tô dương và vương phi đều bị thu hút bởi tiếng gọi này họ quay đầu lại nhìn đám người này là là đội công lực của linh thú công hội chết tiệt lại có thể ở chỗ này gặp được đội công lực của linh thú một đám người mặc áo giáp đeo mặt nạ khi chất hùng hổ đi tới tô dương sững sờ đứng nhìn họ chằm chằm đây là một trong những công hội cấp a mạnh nhất thành phố đông linh linh thú công hội trong đám người đó dẫn đầu là một chàng trai tóc đen có vẻ đẹp phi giới tính anh ta là cấp 95 tứ chuyển xạ thủ bạo phong xin nhường đường tôi đang vội mọi người xung quanh đều phải vội vàng nhường đường cho anh ta người này là phó hội trưởng của linh thú triệu minh lúc trước có thấy trên tờ rơi quảng cáo cha nội tóc tím vương phi vội tiến lên chào hỏi dạ cho hỏi xin hỏi các anh đến tuyển người mới sao tôi vẫn luôn sùng bái linh thú công hội tôi có thể tham gia cùng các anh không chức nghiệp của tôi là tên vương phi chưa nói hết câu phó hội trưởng triệu minh có vẻ rất khó chịu ra mặt hư cái tên này một cô gái xinh đẹp khác đi cùng với nhóm người công hội liền lên tiếng người phụ trách tuyển dụng ở phía dưới chúng tôi là đội công lược Đừng cản đường." Phó hội trưởng Minh Triệt đột nhiên lên tiếng hỏi, "Chức nghiệp gì? Nói xem nào, ta là băng pháp sư, chức nghiệp hiếm có, có thể sử dụng phép khống chế, không tồi, đưa danh thiếp cho anh ta." Minh Triệt nói, "Cảm tạ, cảm tạ ngài." Cô gái xinh đẹp đưa danh thiếp cho tên vương phi rồi dặn dò, cầm lấy, lát nữa xuống dưới đưa danh thiếp cho bọn họ, "Đã rõ." Tô Dương ở bên cạnh nhìn thấy tên tóc tím có vẻ khá thuận lợi, anh tò mò nghĩ, "Thuận lợi như vậy sao? Vậy các chức nghiệp khác có cơ hội không?" Chưa kịp nghĩ xong, bỗng xung quanh có mấy người ồ ạt lên tiếng hỏi xin hỏi tôi có được không tôi là cung thủ và tôi nữa tôi là đạo tặc cô gái xinh đẹp kia nghe xong có vẻ khá khó chịu thẳng thương nói cung thủ thì đi hỏi chi nhánh đi đạo tặc miễn bàn đừng lãng phí thời gian của ta vậy chiến sĩ thì sao cô gái chưa kịp rời đi tô dương đã lên tiếng hỏi lần này cô gái có vẻ đã thực sự tức giận hả tưởng chừng cô sẽ quay lại mắng cho tô dương một trận nhưng cô lại bỏ đi bơ đẹp anh quả nhiên bị bơ rồi tô dương nhìn theo hai người mà có chút thất vọng anh nhìn hai tên kia cũng đang suy sụp mà nghĩ đây chính là hiện thực sao trong thế giới lấy cường giả làm luật lệ này chỉ có thực lực mới là tất cả thông thường chức nghiệp chuyển chức cũng đã quyết định giới hạn tương lai của một người cho nên từ thời khắc chuyển chức thành chiến sĩ kia vận mệnh của mình cũng đã định trước ngay cả công hội cấp thấp đều không quá sẵn sàng chấp nhận chiến sĩ chớ nói chi là linh thú công hội nơi tập trung toàn chức nghiệp tinh anh hai tên vừa nãy bắt đầu nói chuyện ghen tị với cậu thật tôi thực sự muốn gia nhập công hội và trở thành một người mạnh mẽ như vậy thôi đi người ta là bạo phong sát thủ chuyển chức bốn đấy nhưng không nghĩ tới đây còn có thể gặp được phó hội trưởng linh thú tên áo xanh đáp lại ngươi chưa nghe gì à hôm nay linh thú muốn tấn công xào huyệt hắc long có thể họ sẽ dùng cổng dịch chuyển phía trên để vào phó bản tô dương nghe được câu chuyện có chút bất ngờ anh quay người lại hỏi cái gì Sào huyệt hắc long sao huyệt hắc long là phó bản cấp s của thành phố c bên trong không chỉ có tiểu quái đông đảo hơn nữa còn tràn ngập quái tinh anh quái cường đại mặc dù ở thế giới này tử vong sẽ không trực tiếp chết đi thay vào đó là rớt cấp bậc cùng với kinh nghiệm, nếu xuống thẳng cấp bậc về không mới có thể chết thật. Nhưng đối với cạnh tranh giữa các công hội cấp cao mà nói, cấp bậc bị hạ xuống cũng là chí mạng, chưa nói đến còn tồn tại nguy cơ có thể bị nổ tung trang bị hiếm. Còn con boss khủng bố nhất cấp 99 Hắc Long Hắc Diễm Chi Dực -Di Athos, nghe nói ngay cả công hội cấp S mạnh nhất cũng đã từng ngã xuống chân nó. Nghe nói linh thú công hội có rất nhiều chuyển chức giả tứ chuyển trở lên và cũng chưa bao giờ công lực thất bại, có lẽ họ thật sự sẽ làm được, Tô nghĩ. Hắc Long, chuyển chức giả, quả nhiên đây là một thế giới chỉ thuộc về cường giả chẳng lẽ mình cả đời này nhất định phải làm một bần dân bị những cường giả này giẫm dưới chân sao đang mải suy nghĩ bỗng nhiên một hệ thống hiện lên và nói kiểm tra đo lường hoàn mỹ linh hồn ký chủ hệ thống chuẩn bị trói định kiêm nhiệm boss một luồng sức mạnh bao quanh lấy tô dương cái gì anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra hai tên bên cạnh hình như không nhìn thấy hệ thống bọn chúng vẫn vui đùa nói chuyện hệ hệ thống có cả cái này nữa sao nhưng kiêm nhiệm boss là cái gì tô dương hỏi sau một lát hệ thống nói đã trói định kiêm nhiệm boss thành công hệ thống đã trói định kiêm nhiệm boss thành công hệ thống yêu cầu vật chủ kiêm nhiệm thành boss ngăn chặn người chơi vào phó bản ký chủ sau khi giết người chơi có thể nhận được kinh nghiệm và trang bị rớt ra của người chơi vật chủ có muốn bắt đầu kiêm nhiệm không hệ thống hỏi lúc này có vẻ tô dương đã hiểu ra điều gì đó thì ra là thế hệ thống này hy vọng ta làm boss ngăn chặn người chơi sao bình thường người chơi đi công lực phó bản boss ít nhất đều lấy tiểu đội làm đơn vị ít thì bốn người nhiều thì 8 đến 24 người, thậm chí còn có đoàn bản đến hàng trăm người nếu như mình có thể đánh chết bọn họ kinh nghiệm cùng trang bị rớt xuống nhất định sẽ rất phong phú trực tiếp từ cấp một trong nháy mắt tăng lên tới cấp độ chuyển chức nếu là như vậy cho dù là chiến sĩ rác rưởi nhất cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhưng nếu như mình bị người chơi đánh bại vận mệnh sẽ như nào đây mải suy nghĩ quá tô dương không kịp phản ứng hệ thống liền thông báo tinh ký chủ không có phản ứng hệ thống sẽ tự động giải trừ thời gian đếm ngược bắt đầu cái gì còn vậy nữa sao anh nhân mặt bất lực nói xem ra trong lợi ích cũng có nguy hiểm anh trần trừ đưa ra quyết định thời gian đếm ngược năm bốn ba cho dù có làm boss bị người ta giết chết ta cũng không muốn vĩnh viễn bị người đời dẫm dưới chân thời gian đếm ngược hai muốn trở nên mạnh mẽ có lẽ đây là biện pháp duy nhất trong giây khắc cuối cùng tô dương đã đưa ra quyết định vậy bắt đầu kiêm nhiệm đi tinh ký chủ đã lựa chọn kiêm nhiệm khởi động hệ thống tinh kiêm nhiệm truyền tống bắt đầu chuẩn bị nhảy vọt một ánh sáng chói bao quanh lấy tô dương nhất định phải cho ta trở thành boss cường đại một chút đấy Chuyển cảnh, tại một vùng đất hoang tàn hẻo lánh, bên dưới còn xuất hiện bóng dáng của những con quái vật, mở mắt, đây là nơi nào, kiêm nhiệm thành công rồi sao? Tô Dương mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều là những con quái vật cấp cao, mọi thông số về cấp bậc của chúng đều hiện lên trước mắt anh. Cấp 86, quái điều long huyết, cấp 80 h trảo phi long, đều là long tộc quái sao? Nhưng như thế nào chúng nó trông nhỏ vậy? Trong ấn tượng của ta long tộc đều rất lớn mà. Tô Dương thắc mắc, bỗng từ đằng xa, một người kỳ dị trùng kín toàn thân bước đến đến ngô vương tôn quý ngài đã tỉnh lại sau giấc mộng dài đằng đẵng rồi sao tô dương có chút ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra vương ý nói mình sao vương của long tộc không phải chứ chẳng lẽ boss mà mình kiêm nhiệm lại là boss long tộc cấp 99. mươi diễm chi dực ha ha đúng như những gì mà anh muốn nhé boss vô cùng cường đại luôn hệ thống hiện lên thông báo chúc mừng ký chủ kiêm nhiệm thành công hiện tại kiêm nhiệm boss boss cấp 99 mươi xào huyệt hắc long hắc diễm chi dực thật mong cái cảnh người của công hội linh thú tiến vào đây quá mọi người nhớ nhấn chuông để theo dõi các phần tiếp theo cảm ơn mọi người